Chị ơi, cứu Diên Trường với thất thủ rồi. Chị ơi, cứu em với, em đang ở Đức Phổ thất thủ rồi. Chị ơi, nhà em ba người bị vậy đó. Ok em. Bé ơi, bây giờ số của mấy anh cứu hộ đó, bây giờ ở nhà của mấy anh cũng bị bay, với lại đường ta bị gãy cây này kia đó, cho nên là không có gọi được. Bé ơi, giờ chị gọi cho mấy ảnh nó kêu nhà em cũng bay rồi chị ơi. Được. Dạ rồi mọi người ơi, chuyển khoản vào số tài khoản này giùm Trâm nha. Nãy giờ Trâm đã cập nhật được 20 người rồi, được 12 triệu rồi nha mọi người. Đây ạ. Đây mọi người, giờ chuyển khoản vào số tài khoản này giùm Trâm nha. Của ít lòng nhiều à, mình hỗ trợ bà con quê nhà, chứ bây giờ Trâm cũng không biết làm sao hết, một mình Trâm thì không thể nào mà giúp bà con hết được. Nãy giờ Trâm up lên được 15 phút được 12 triệu rồi. Trâm cho gắn vào lết kìa. Gắn qua lết kìa. Bây giờ Trâm đang quay, Trâm đang đi quay nhưng mà Trâm không quay được thì khóc sưng hết mắt rồi, cho nên là Ủa, cái số tài khoản em mới ấy lên đâu mất tiêu rồi ta. Thấy giờ Trâm quay được đâu, ngồi khóc không à, cho nên là bây giờ đoàn cho gì? Còn trong game số tài khoản rồi nha. Ai chuyển khoản thì ghi cái tên lại giùm Trâm nha. Đừng có ghi ủng hộ ha. Mình ghi cái tên để Trâm Trâm note ra cho nó minh bạch nha mọi người. Đây, đây, chờ 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 em xíu chị. Đây, nãy giờ em đã ấy được bao nhiêu rồi nè. Nãy giờ 15 phút cũng được nhiều người ủng hộ rồi. Cho em xíu. Đây. Đây số tiền, tất cả số tiền Trâm đều note trên đây hết nha mọi người ơi. Mọi người cập nhật giùm Trâm nha. Dạ em sẽ về Quảng Ngãi mọi người yên tâm rồi, em sẽ cố gắng hết sức được bao nhiêu hay bấy nhiêu rồi. Bây giờ là nhà ống mái rồi. Nhà của bé Trâm cũng bị nhưng mà chắc chắn là sẽ, tại vì nhà của mẹ tính á với lại Trâm á là ở trên vùng núi. Ở trên núi cho nên là cái thiệt hại của nó chắc chắn là nó sẽ nhẹ hơn mấy anh chị nhà của cô dì chú bác ở vùng biển. Cho nên là mình về mình sẽ ưu tiên cho những anh chị ở vùng biển trước đó, rồi sau đó là sẽ tới những hoàn cảnh khó khăn khác nha mọi người. Chuyến này về chắc là hơi lâu á. Không chưa quay nè. Xong chưa Cảm? Cảm ơi, xong chưa? Anh Thuận ơi, mời anh. Anh nấu cơm xong rồi em ăn cơm bây giờ. Kêu tối ngày cơm chén chắc nguyên dạ à, sao dạ, chị ghi lại rồi, chị ghi lại rồi. Bữa nay chồng nấu toàn là món vợ thích không nè. Dạ, chờ chị xíu nha, chị gọi một tí là chị ghi lại nha. Xuân bị chả ra nè. Mình đâu có đặt lại cơm đâu, bưng lên nói đại đi, thịt rang gì đó. Quay đó là hiện giờ là bây giờ nó nặng lắm rồi mọi người. Đi nấu cơm tấm xuyên bị chả. Cố lên anh, con có cơm rồi nè vợ ơi. Xin lỗi mọi người nhiều, từ sáng giờ làm ảnh hưởng mọi người nhiều quá. Rồi giờ ráng quay 3-4 tiểu phẩm nữa xong về nha. Ủa sao mới nói em ừ ráng đi, vì tập thể anh nấu cơm đi. Xong rồi nè vợ, vợ ăn cơm đi. Tối ngày cơm chán chết. Tối ngày cơm chán chết. Đó, bây giờ vô cái giai giọng điệu chanh chua nè, mà mắt thì sưng hấp đỏ lè. Vậy sao bà lại không khỏe nữa hả? Sao vậy? Em không khỏe nữa hả? Bữa nay nấu là món vợ thích không mà. Hôm nay anh nấu mấy cái món mà em thích không nè. Anh Hoàng ngán lắm, cho anh tô phở. Anh Hoàng ngán lắm, giờ đi ra mua cho tôi tô phở đi. Trời, không không, giờ vậy nè. Rồi nó thôi, chán lắm cái anh gì múc cơm giùm em. Múc cơm cho bả, có điện thoại tới thằng kia mua hàng á.
cúp bụp đi vô. Đủ vợ sớm ăn hả vợ? Cái em chở ra em đưa cho ổng cái gói á. Em nói thôi em ăn không ăn cơm thì kia mới bắt đầu đưa cho ổng đi vào nha. Lấy đâu con của mình ở đâu rồi? Đây nè. Phải lấy em đưa nha ổng hả? Ừ. Anh để em để ngay cái bếp này nha. Ừ. Vì mà tới lúc có người đó. Thì đây đây quay tắt. Mọi người ơi chăm quay cái nha, rồi chăm lại lại cho mọi người nha. Chăm có ghi số điện tài khoản của em rồi nha mọi người. Dạ bye bye mọi người nha, chờ xíu nha. À, rồi à, một chén của em phở đi. Chén của em phở. Anh đi mua phở cho em đi. Ờ à, để anh đi mua cho. À, quên nữa. Anh quên nữa. Anh mua phở xong anh đem. Mua phở sẵn tiện đem cái này cho Tâm Tàn. Đem cho Tâm Tàn nha. Đem cho Tâm Tàn nha. Ủa lại đưa thuốc cho nó nữa hả em? Ừ nó bị nhức đầu. Ừ thì nó bị nhức đầu. Thì nó đem nhức đầu bây giờ em mua giùm nó đó. Ở ngoài không có bán cho nên mình nó đem mua cho nó nè. Sao nó bệnh lâu quá vậy, nhức đầu hoài vậy? Ờ nó đem thuốc cho gia đình họ hàng nó uống nữa. Thuốc này hay lắm. Đau cỡ nào đi chăng nữa thì vô cái cũng mất liền à. Bởi vậy cho nên nó nắm giờ em mua giùm rồi. Ờ vậy hả? Hay quá ha. Nè nghe giọng nè. Rồi tới em hết rồi đó. Nè nghe giọng nè. Thuốc này hiếm lắm, đừng có làm rơi mất. Trên đường đi đừng có nhìn quanh cái dọc nó chuyển ra hết nghe chưa. Đi gặp nó một mình thôi. Thôi để đi cầm tiền cho em. Rồi trên. Thôi bo. Có cái vũa không? Nghe cầm cái này giỏi nhất nè. Sao uống tay? Không có gì giỡn gì này. Vũa nè. Ờ à, có cái vũa kìa. Chứ tự nhiên băng rồi không? Bào đi bào đi anh em ơi. Bảo vô đó, tới rồi kìa. Rồi xong đưa cái bịch này của ai của anh Thuận ha. Này của anh Thuận ha. Đưa ra luôn, để ra luôn. Không sao đâu, để ra đi. Để ra cho có. Rồi có rồi. Rồi anh Thuận nói một lời gì đó với miền Trung đang bị lũ lụt nên Thuận. Trời ơi, hồi sáng thức dậy là đi thức dậy 6 giờ xem dự báo thời tiết là thấy bão chuẩn bị vô rồi. Thôi chúc bà con miền Trung ráng vượt qua một cái năm mà quá quá nhiều tai ương đến với bà con miền Trung. Ráng vượt qua, cố gắng vượt qua. Chúc tinh thần lẫn cả thể xác lẫn cả sức khỏe tất cả mọi thứ mình phải vượt qua. Còn mấy anh em nào mà ở Sài Gòn mình đang phơi đồ đem đồ vô nha. Để không? Gió thổi một cái là bay củng, bay đầm, bay rip mà qua bên Lào hết luôn á. Quay chưa? Rồi quay nữa. Bao nhiêu chỉnh tóc kìa em. Chăm nói cái gì nữa đi chăm. Bây giờ em chỉ mong là đoàn phim hỗ trợ em cho em được về sớm để em kêu gọi bà con ủng hộ tiền. Tao làm nè, anh luôn. Không chỉ đi luôn. Không cho về sớm được, phải cố gắng hoàn thành hết 4 tiêu phẩm rồi mới về. Tại vì cái này lịch mình đã bút trước rồi đó quý khán giả. Nên là cố gắng nha, giữ tinh thần để xong rồi mình về mình. Các coi trực tiếp đó, hãy chị làm á, mà giờ kêu rồi. Cố lên. Rồi chơi. Để chân ti ở ngoài mình mẻ cho biết cuối giờ. Mạnh mẽ. Quả chồng mạnh mẽ luôn. Yeah. Mấy chị. Mấy nha.